Đây là bài 5 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. Đi ủ cửa, rèn sử ní hấn cao xỉnh. Bài 5, quen biết bạn rất vui. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lục Vũ Bình, Lù Yủy Ping, họ đều, tha mần tâu. Bạn trai của bạn thì sao? 你男朋友呢? Đinh Lực Ba, Đinh Lỷ Bua, cùng lấy cà phê, dễ dào cà phê, đều uống cà phê, tâu khơ cà phê. Kia là ai? 那是谁? 那是谁? Giáo viên của bọn em. 我们老师. Cô ấy là người nước nào? 他是哪国人? Người Trung Quốc. 中国人. Cô giáo Trần. 陈老师. Chào cô, với ý rất tôn trọng. 您好. Đây là anh trai em. 这是我哥哥. Đây là anh trai em. Giáo viên ngoại ngữ. 外语老师. Bác sĩ. 医生. Bà nội. 奶奶. Bà ngoại. 外婆. Hãy nghe từ có thể. 可以. Cửa. Cửa. Yì. Yì. Cửa yì. Cửa yì. Hãy nói tôi có thể uống không? 我可以喝吗? 我可以喝吗? Tôi có thể uống cà phê Việt Nam không? 我可以喝越南咖啡吗? 我可以喝越南咖啡吗? Bố mẹ tôi có thể uống cà phê Việt Nam không? 我爸妈可以喝越南咖啡吗? 我爸妈可以喝越南咖啡吗? Hãy nhắc lại cà phê Việt Nam ngon. 越南咖啡好喝. 越南咖啡好喝. Tôi có thể uống cà phê Trung Quốc không? 我可以喝中国咖啡吗? 我可以喝中国咖啡吗? Hãy thử trả lời được, có thể. 可以. 可以. Anh có thể uống cà phê Việt Nam. 你可以喝越南咖啡. 你可以喝越南咖啡. Hãy nghe từ vào, chìn lại, chìn, chìn, lại, lại, chìn lại, chìn lại.
Từ lái ở đây đọc thanh nhẹ. Chỉn lái có nghĩa là vào hoặc vào đi. Trong đó từ chỉn có nghĩa là vào. Lái ở đây chỉ phương hướng. Có thể vào được không? Có thể chỉn lái ma? Có thể chỉn lái ma? Hãy nghe từ mời. Chỉnh. Chỉnh. Mời uống. Chỉnh hơ. Chỉnh hơ. Mời vào. Chỉnh chỉn. Chỉnh chỉn. Khi nói một cách tùy tiện có thể nói là vào đi. Dùng từ chỉn lại. Chỉn lại. Chỉn lại. Ví dụ hãy hỏi có thể vào được không? Có thể chỉn lại ma? Có thể chỉn lại ma? Hãy nói vào đi. Chỉn lại. Chỉn lại. Hãy nói mời vào. Chỉnh chỉn. Chỉnh chỉn. Các anh mời vào. Nǐ men qǐng jìn. Nǐ men qǐng jìn. Hãy nghe họ Dương trong tiếng Trung. Yáng. Yáng. Cô giáo Dương, thầy giáo Dương. Yáng lão sư. Yáng lão sư. Hãy nhắc lại họ Trần. Trần. Cô giáo Trần. Trần lão sư. Hãy nói chào cô một cách trang trọng. Nǐ hǎo. Nǐ hǎo. Hãy nói cô giáo Dương chào cô. Yáng lão sư nǐ hǎo. Yáng lão sư nǐ hǎo. Hãy nhắc lại giáo viên ngoại ngữ. Ngoại ngữ lão sư. Ngoại ngữ lão sư. Hãy nói tiếng Việt, tiếng Việt Nam. Việt Nam ngữ. Việt Nam ngữ. Anh là người nước nào? 你是哪国人? 你是哪国人? Tôi là người Trung Quốc, còn anh? 我是中国人,你呢? 我是中国人,你呢? Tôi là người Việt Nam. 我是越南人。我是越南人。 Bây giờ hãy nói có thể vào được không? 可以进来吗? 可以进来吗? Hãy nói cô giáo Trần em có thể vào được không? 陈老师,我可以进来吗? 陈老师,我可以进来吗? Có thể, vào đi. 可以,进来. 可以,进来. Mời vào. 请进. 请进. Hãy nói, đây là bạn tôi. 这是我朋友. 这是我朋友. Kia là bố mẹ tôi. 那是我爸爸妈妈. 那是我爸爸妈妈.
Đây là bà nội tôi, kia là bà ngoại tôi. Đây là bà nội tôi, kia là bà ngoại tôi. Đây là bà nội tôi, kia là bà ngoại tôi. Mời uống. Chỉnh hơ. Chỉnh hơ. Mời các anh uống cà phê. Chỉnh nỉ mân hơ cà phê. Chỉnh nỉ mân hơ cà phê. Hay nói lại bác sĩ. Y sinh. Tôi không phải giáo viên, tôi là bác sĩ. Tôi不是老师，我是医生。我不是老师，我是医生。 Hay nghe từ phóng viên, nhà báo, âm Hán Việt là ký giả. 记者 Chi. Chi. Trở. Trở. Chi trở. Chi trở. Đây là bạn em, anh ấy là phóng viên. Đây là bạn em, anh ấy là phóng viên. Đây là anh trai em, anh ấy là bác sĩ. Đây là anh trai mình. Cậu ấy là giáo viên ngoại ngữ. Đây là tôi đệ đệ, ta là ngoại ngữ giáo sư. Đây là tôi đệ đệ, ta là ngoại ngữ giáo sư. Không phải phóng viên. Bù sư dị trở. 不是记者. Bây giờ hãy nghe cách nói, quý tính đại danh, hỏi tên họ một cách trang trọng. Quỷ xỉn. Quỷ. Quỷ. Xỉn. Xỉn. Quỷ xỉn. Quỷ xỉn. Trong tiếng Trung cách hỏi này được nói là nín quỷ xỉn. Nín quê xin. Đây là một cách hỏi rất trang trọng. Hãy hỏi quý tính đại danh của anh. Nín quê xin. Nín quê xin. Từ xin là họ. Hãy thử nói tôi họ Dương. Wǒ xìng Yáng. Wǒ xìng Yáng. Tôi họ Trần. 我姓陈. 我姓陈. Tôi họ Dương, tôi là giáo viên. 我姓杨, 我是老师. 我姓杨, 我是老师. Hay nói, tôi họ Lục. 我姓陆. 我姓陆. Tôi họ Lục, tôi là học sinh. 我姓陆, 我是学生. Từ 学生 là học sinh. 我姓陆, 我是学生.
Hãy nghe từ hỏi. Wen. Wen. Xin hỏi. Qing wen. Qing wen. Xin mời vào. Qing jin. Qing jin. Mời uống cà phê. Qing hê cà phê. Qing hê cà phê. Hãy nói lại xin hỏi. Qing wen. Qing wen. Hãy thử nói xin hỏi quý tính đại danh của anh. Qing wen nín quỷ xin. Qing wen nín quỷ xin. Xin hỏi quý tính đại danh của anh trai cậu. Qing wen ni ge ge gui xin. Qing wen ni ge ge gui xin. Xin hỏi quý tính đại danh của bạn gái cậu. Qing wen ni nữ bạn hữu gui xin. Qing wen ni nữ bạn hữu gui xin. Bây giờ hãy nghe cách nói tên là Chiao. Chiao. Tên là Lục Vũ Bình. Chiao Lu Yu Ping. Chiao Lu Yu Ping. Tên là Lina. Chiao Lina. Chiao Lina. Tên là Đinh Lực Ba. Chào Đinh Lị Bua. Chào Đinh Lị Bua. Bây giờ hãy thử nói tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình. 我姓陆, 叫陆雨萍。 我姓陆, 叫陆雨萍。 Tôi họ Dương. 我姓杨。 我姓杨。 Tôi họ Trần. 我姓陈。 我姓陈。 Tôi họ Đinh, tên là Đinh Lực Ba. 我姓丁, 叫丁立波。 我姓丁, 叫丁立波。 Bây giờ hãy nghe từ tiên sinh. 先生. 先生. 先. 先. 生. 生. 先生. 先生. Thanh một và thanh nhẹ. Lục tiên sinh. Lục tiên sinh. Lục tiên sinh. Đinh tiên sinh. Đinh tiên sinh. Đinh tiên sinh. Hãy nghe từ quen biết. Âm Hán Việt là nhận thức. Rèn sử. Rèn. Rèn. Sử. Sử. Rèn sử. Rèn sử. Quen biết anh. Rèn sử nì. Rèn sử nì. Tôi quen bố mẹ anh. 我认识你爸爸妈妈。 我认识你爸爸妈妈。
Tôi có quen anh không? 我认识你吗? 我认识你吗? Tôi không quen anh trai cậu. 我不认识你哥哥. 我不认识你哥哥. Tôi không quen em trai cậu. 我不认识你弟弟. 我不认识你弟弟. Tôi không quen bạn trai cậu. 我不认识你男朋友. 我不认识你男朋友. Hãy nói, tôi quen bà ngoại cậu, không quen bà nội cậu. 我认识你外婆，不认识你奶奶。 我认识你外婆，不认识你奶奶。 Hãy thử nói, cậu không quen bố mẹ mình à? 你不认识我爸爸妈妈吗? 你不认识我爸爸妈妈吗? Đúng vậy, mình không quen bố mẹ cậu. 是, 我不认识你爸爸妈妈。 是我不认识你爸爸妈妈. Hãy nghe từ vui. Cao xin. Cao. Cao. Xin. Xin. Cao xin. Cao xin. Rất vui. Hẳn cao xin. Hẳn cao xin. Hãy thử nói, quen anh tôi rất vui. Rèn sử ní hẳn cao xin. Rèn sử ní hẳn cao xin. Trong khẩu ngữ có thể nói là rất vui được quen biết anh. Nguyên văn là rất vui quen biết bạn. Hẳn cao xin rèn sử ní. Hẳn cao xin rèn sử nì. Rất vui được quen biết anh. Hãy thử nói lại hai cách. Rèn sử nì hẳn cao xin. Hẳn cao xin rèn sử nì. Chào anh Lục tiên sinh. Rất vui được quen biết anh. Ni hao, Lu xian shao, ren shi ni hen gao xin. Ni hao, Lu xian shao, hen gao xin ren shi ni. Cô giáo Dương quen biết cô, tôi cũng rất vui. Yang lão sư, ren shi nin, wo ye hen gao xin. Yang lão sư, rèn sử nín, wǒ yě hěn gào xìng. Tôi rất vui được quen biết bố mẹ cậu. Hãy nói hai cách. Rèn sử nǐ bà bà má má, wǒ hěn gào xìng. Rèn sử nǐ bà bà má má, wǒ hěn gào xìng. 我很高兴认识你爸爸妈妈。我很高兴认识你爸爸妈妈。 Bây giờ hãy nói lại. Tôi họ Lục, tên là Lục Vũ Bình.
我姓陆，叫陆雨萍。我姓陆，叫陆雨萍。Tôi họ Dương, tôi là giáo viên. 我姓杨，我是老师。我姓杨，我是老师。Xin hỏi có thể vào được không? 请问可以进来吗? 请问可以进来吗? Xin hỏi quý tính đại danh của anh. 请问您贵姓? 请问您贵姓? Mời vào, mời uống cà phê. 请进，请喝咖啡。 请进，请喝咖啡。 Lục tiên sinh rất vui được quen biết anh. 陆先生认识你很高兴。 陆先生认识你很高兴。 Em cũng rất vui được quen biết cô. 我也很高兴认识您。 认识您，我也很高兴。 Xin hỏi, tôi có thể uống cà phê Việt Nam không? 请问我可以喝越南咖啡吗? 请问我可以喝越南咖啡吗? Được, có thể. 可以, 可以. Xin hỏi, kia là ai? 请问那是谁? 请问那是谁? Là bà ngoại cậu phải không? 是你外婆吗? 是你外婆吗? Không phải, là bà nội mình. 不是，是我奶奶。不是，是我奶奶。 Kia là bạn gái cậu phải không? 那是你女朋友吗? 那是你女朋友吗? Không phải, cô ấy là bạn mình. 不是，他是我朋友。不是，他是我朋友。 Anh trai cậu là phóng viên phải không? 你哥哥是记者吗? 你哥哥是记者吗? Không phải, anh ấy là bác sĩ. 不是，他是医生。不是，他是医生。 Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. 陆雨萍是谁的朋友? Trong đó, 谁的朋友 là bạn của ai? 陆雨萍是谁的朋友? Lục Vũ Bình là bạn của ai? Lin Na de peng you, có nghĩa là bạn của Lin Na. Shi Lin Na de peng you. Lu Yuping shi yisheng ma?
陆雨平是医生吗？不是，他是记者。不是，他是记者。Bài học này đến đây là hết. Hãy liên lạc với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của Hội quán nhé.